Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của Kilohack. Và tại đây mình chuyên tổng hợp những game hay, game chất lượng cũng như là phá kiến thức của bạn thôi. Và cái con game hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn và cũng như là khách, đó là con Dragonstorm nha. Đây là một con game mà nó cũng sao các bạn xem story qua vậy. À, đây là trước tiên mình sâu cái ác mình đã hack cái kim cương các thứ nữa. Thì ở phiên bản này thì mình không các bạn nhìn xuống kim cương nhá. Ở phiên bản này thì mình chưa thể share được. Thì ở cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn làm sao để chơi cái con game này mà nó dễ dàng hơn thôi. Còn với Haisu thì cuối clip mình sẽ sâu ra sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà hack và phá đảo cái con game này. Thì đây, đợi một chút, mình không biết máy nào nữa rồi. Đây rồi. Tại sao hai cái các nguồn máy nhỉ? Alibaba. Đây rồi. Thì đây nha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn là hack con này bằng là hack no cooldown cũng như là dùng kỹ năng liên tục, thì nó cũng thật sự là nó cũng chả khác gì bất tử đâu. Mình sẽ nâng thêm một ít để mà chơi cho nhanh. Thì khi vào game các bạn chọn game này và dừng game cho mình nhé. Đó, khi loát ra cái này phát các bạn chọn này, tìm kiếm cho mình giá trị là 20 ở dạng float. Rồi, tiếp tục thay đổi này. Dạ, các bạn để ý cho mình cái thời gian này. Đây là thời gian hồi chiêu của kỹ năng này nhá. Nó về không rồi này. Đó, nó về không rồi thì các bạn đông cứng cho mình, xếp nó lại và đông cứng. Thì đây lưu sẽ lưu nó là hồi chiêu. Đó, và dùng kỹ năng thôi. Và cái tầm hồi chiêu này thì mình bất tử rồi mà mình vô đối rồi. Thì con game này thì cũng chỉ cần thế này thôi. Sang các giá trị ở ván khác thì nó cũng vẫn sẽ tương tự. Mình sẽ test thử thêm một hai game cho các bạn thấy. Con game này khá là dễ và được một vài bạn gì đấy trong group mình có yêu cầu làm, và mình đã hẹn là mấy hôm trước rồi. Nhưng mà thật sự là thứ nhất là quá nhiều game, và thứ hai là cái con game này nó không hack được như bình thường ấy. Nên là mình buộc mình phải tìm cách khác hack. Đây, ví dụ vào Tower nhá. Tower thì cái trong đây thì cũng hack tương tự như thế. Mình sẽ thử ability gì đây. Ồ, kỹ năng à? Không biết luôn, vì mình không chơi con game này. Chọn đại đi. Khi vào game các bạn cũng làm y vậy như mình. Đó, và các bạn cái giá trị các bạn giữ nguyên cho mình nhé. Vẫn tìm kiếm 20. 20 là giá trị hồi chiêu nhé. Rồi, cho nó xuống. Tôi tiếp tục tìm kiếm. Dạ. Đó, nó sẽ là được khoảng 11 giây này. Các bạn bấm ra này. Nó sau có 4 giây này. Các bạn này đưa nó về không nhé. Chờ nó về không đi. Rồi, chờ về không rồi đóng băng nó lại. Đâm cứng và cũng lưu là hồi chiêu Tower. Hồi chiêu 2. Đó, đã bằng lại rồi. Bây giờ múa thôi. Với cái sức mạnh này thì mình nghĩ là đi bao nhiêu tầng cũng được. Đó, và nó chỉ có hai cái giá trị lưu trữ này thôi nhá. Các bạn không cần phải tìm kiếm lại. Đây, mình sẽ giả bộ chết đi. Rồi, cho nó giết mình đi. Xong mình sẽ ra ngoài ván mới. Đâu này, thoát ra này. Mình sẽ ra chơi lại chế độ story như bình thường nhá. Nó vẫn sẽ còn no cooldown cho mình, không hồi chiêu cho mình. Đó, vẫn thoải mái này, vẫn dùng kỹ năng thoải mái. Và game này đã bất tử thôi.
Còn ở bản mà mình ở sâu ở đầu clip ạ, thì nó là cái bản này. Từ từ mình sẽ chơi hết bản này rồi mình sẽ sâu phiên bản đấy. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể hack hack điểm nhá, hack điểm để nhận 3 sao nhá. Hack điểm lên kỷ lục. Các bạn tìm kiếm như bình thường thôi. Mình sẽ thử. Đấy, ví dụ như trận này mình không đủ 3 sao à. Trận này mình được 2 sao rồi không đủ 3 sao này. Thì những trận như thế này thì phải hack điểm thì chúng ta mới có thể lên được 3 sao. Đây, mình sẽ chơi lại trận này nhá. Có cái nào chơi lại không? Chơi lại cái này không qua auto đi. Để mình lấy 3 sao nhá. Thì nó khá đơn giản thôi. Bạn tìm 10 cho mình này. Dừng lại. Tìm 10. Dạng auto này. À, đi quật luôn. Đây là cái này này. Đánh tiếp. Đánh tiếp. 131. Đó, các bạn sửa thành số các bạn mong muốn. Và nhớ là sử dụng thêm một giá trị nhá. Chứ không được là thay đổi nó. Nếu mà các bạn chỉ thay đổi nó không thêm thì nó sẽ bị reset đấy. Đó, các bạn nhìn thấy số điểm này. Chỗ này thì thừa 3 sao luôn. Và mình cũng dư sức win cái trận này. Rồi, và chiến thắng. Đó, có game này thì mình nghĩ là với những cái thông số hack như thế này thì những cái khác có hay không thật sự là không quan trọng một chút nào. Và mình chỉ muốn sâu thêm cái phiên bản mà mình đã mốt qua cái kim cương này các thứ là các bạn có thể nhìn thấy đây. Mình có thể mua và số kim cương mình thay đổi. Mình có thể sử dụng kim cương một cách thoải mái luôn. Mua gold thoải mái và cũng như là nâng cấp thoải mái. Vào nâng cấp. À, mình mắc rồi, mình nâng mắc bắt đầu vào cũng chả có gì nữa. Mình cũng không biết là cái gold, cái kim cương này có dùng để làm gì nữa không. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Bye bye.